chúng ta tiến hành về phần háng. Chúng ta khoét những rãnh nhỏ ở những vị trí được đánh dấu như trên hình. Giờ chúng ta sẽ tiến hành DJ. Đầu tiên các bạn đặt những pad nhỏ phía trong bệ háng vào bên một bên như thế này. Các bạn chú ý đoạn dây nối này, chúng ta sẽ xuyên hai đầu dây dài qua phần bệ khớp háng, xuyên phần dây ngắn qua lỗ phía sau như thế này. Chỉnh dây nằm lọt vào phía trong sao cho không bị vướng khi chúng ta đóng nắp lại. Xuyên sợi dây dài còn lại qua lỗ bên kia. Sau khi kiểm tra kỹ rằng dây không bị kẹt thì chúng ta sẽ tiến hành đóng hai nắp lại. Đặt khéo léo phần dây vào trong những cái khe mà chúng ta đã tạo từ trước. Chỉnh dây lọt hoàn toàn trong không gian phía trong của khớp. Đóng pad này lại. Về phía khớp bên này thì chúng ta sẽ thao tác hơi khác một chút. Đầu tiên các phải bỏ khớp trục ra, sau đó lắp khớp trục vào, trượt dây vào trong những cái khe mà mình đã tạo. Các bạn luồn dây xuống phía dưới của trục như thế này. Đặt pad này vào. Tiếp tục chỉnh dây nằm lọt ở phía trong không gian của khớp. Sau đó thì đóng pad còn lại lại. Như vậy là phần háng đã xong. Chúng ta tiến hành với phần chân. Đầu tiên vẫn là việc chỉnh sửa pad. Với hai pad nhựa dẻo ở trong phần chân này thì mình cũng làm tương tự như pad nhựa dẻo ở phần thân. Đó là mình sẽ dán một lớp đề căn mờ vào mặt trong của pad. Sau đó đặt pad nhựa dẻo vào ốp chân. Nhớ là phần dán đề can sẽ xoay vào trong nhé. Chúng ta sẽ tiến hành cắt và loại bỏ những phần được đánh dấu màu xanh ở đây. Ở với pad này thì các bạn đầu tiên là phải lắp ốp chân vào trước. Các bạn có thể lấy chisel hoặc là lấy một vật nhọn để bạn trượt theo cái cạnh của pad ốp chân lên trên cái thân pad bên trong để lấy được đường đánh dấu cái phần chúng ta cần cắt.
tháo lớp gốc chân ra, chúng ta sẽ thấy cái đường cần cắt như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt bỏ cái phần bên trong được đánh dấu. Sau khi khoét xong, chúng ta sẽ được một part như thế này. Bên phần bên còn lại thì chúng ta chỉ cần cắt đi một chấu này thôi. Sau khi lắp ốp vào, chúng ta sẽ được một part hình dáng như thế này. Chúng ta vẫn tiến hành loại bỏ những phần được đánh dấu bút xanh ở đây. Chúng ta khoét một rãnh sâu từ đỉnh xuống đến đáy của cái khớp này. Ở đây chúng ta cũng khoét hai rãnh sâu từ đỉnh cho tới đáy. Thành phẩm sẽ được như thế này. Bát này thì chúng ta sẽ vẫn loại bỏ đi cái phần để đánh dấu xanh. Có hai vị trí các bạn chú ý. Tương tự như thế, chúng ta sẽ tạo một rãnh nhỏ ở đây. Tương tự như vừa rồi, chúng ta cũng tạo một rãnh sâu ở đây. Cắt bỏ phần này. Cắt bỏ chấu này. Như vậy là việc chỉnh sửa pad cho chân đã xong. Giờ chúng ta sẽ tiến hành đi dây nhé. Đầu tiên, trước khi đi dây thì chúng ta sẽ sử dụng khớp háng chúng ta đã tạo, xuyên dây qua bệ trục như thế này. Sau đó xuyên led của led unit qua, để lại sợi ngắn nhất. Phần đầu dây nguồn chúng ta sẽ nhét vào khe. Phần đèn led chúng ta sẽ đặt vào cái vị trí mà chúng ta vừa khoét. Chỉnh lại dây nằm lọt vào không gian bên trong của khớp. Đóng phần nắp này lại. Xoay ngược toàn bộ chân lại, sau đó chúng ta sẽ thao tác tiếp. Đặt dây led vào khe đã tạo như trên hình.
Ở phần tâm trục, chúng ta bẻ ngược sợi led ngắn hơn lên 90 độ. Đặt pad này vào. Chỉnh phần dây còn lại nằm lọt vào khe viền ngoài của pad này. Sau đó đi xuống phần bên dưới. Sau đó đóng pad này lại. Trượt phần dây led vào bên trong khe mà chúng ta đã tạo. Nhớ là phải điều chỉnh sao cho dây nằm lọt vào khe nhé. Tiếp tục đóng pad này vào. Điều chỉnh để cho led nằm vào trong phần khe như trên hình. Đặt pad clear vào. Sau đó đóng cái khớp này vào. Phần dây này chúng ta điều chỉnh sao cho nằm lọt vào bên trong không gian của khớp. Đóng phần khớp này lại. Tiếp tục đặt ốp chân và phần nhựa dẻo vào. Nhớ là phần đề can bọc nhựa dẻo chúng ta sẽ để bên trong nhé. Ok, bây giờ lắp các pad còn lại của phần chân vào thôi. Chúng ta xoắn những đầu dây trung cực vào với nhau. Đừng quên thêm một lớp gen cách điện nhé. Sau khi điều chỉnh gọn dây, chúng ta đóng pad này lại. Như vậy là phần chân đã xong. Làm tương tự với chân còn lại, chúng ta đã có một cặp chân hoàn chỉnh. Thử lại với nguồn điện nhé.